Và chúng ta tới đây học hỏi về Thánh Kinh là học hỏi về Chúa, phải không cơ? Chúa Kitô, như chúng ta biết là nếu mà không có học hỏi về Thánh Kinh thì chúng ta không thể nào biết về Chúa Kitô để mà yêu mến cũng như là đi theo Ngài được hết. Vậy thì chúng ta, cộng đoàn của chúng ta cũng như là cộng đồng Công giáo Việt Nam ở đây, chúng ta được một cái đặc ân rất là đặc biệt là chúng ta có cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ, Ngài từ bên Roma là giáo sư giảng về Thánh Kinh, Ngài có bằng tiến sĩ về Thánh Kinh, rồi Ngài lại được giải thưởng về cái luận án của Ngài về Thánh Kinh nữa, rồi bây giờ Ngài giỏi quá cho nên là người ta phải mời Ngài dạy lại trong cái ở bên Roma nữa, và Ngài có rất là nhiều giải thưởng. Cho nên con mà kể các giải thưởng, các sách Ngài viết thì chắc chúng ta sẽ kể từ giờ tới ngày mai đó. Cho nên một lát chắc xin cha kể cho chúng con một chút xíu về các giải thưởng của cha, để chúng ta cảm tạ ơn cùng với cha, cảm tạ ơn Chúa với những tài năng mà Chúa ban tiếng Việt Nam của mình có thể gọi đó, là cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ như là một người thần đồng của người Việt Nam của chúng ta. Vậy thì xin cộng đoàn cùng với con chào đón cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ thuộc dòng Francisco. Vâng, kính chào sơ Thùy Trang và kính chào tất cả các bác, các anh chị em trong cộng đoàn. Một nữa xin kính chào. Nghe sơ quảng cáo mà mình thấy mắc cỡ quá. Hôm bữa có người nói cha gặp cha sao con thất vọng quá. Ủa sao vậy? Nói vì con nghe tiếng cha còn được giải này giải nọ, con tưởng tượng là cha là thần đồng rồi đó, nhưng mà khi mà được gặp cha thấy cha nhỏ bé xíu à. Trời ơi, trông thấy thất vọng quá, thần tượng của con như là sao mà. Nhưng mà cái mình mới trả lời nó không, cái đó là tại vì hồi đó đó là Chúa ban cho như vậy đó, tại vì là học quá đó, thành ra là không lớn lên nổi, thế mới khổ. Nhưng mà trong kinh thánh đó thì là Chúa có nói đó, là Chúa chọn thường là chọn những người bé nhỏ không à. Phải không nào? Thế nên là coi như là thôi, thì coi như là mình coi như là thôi, Chúa cho cái nào mình ăn cái nấy. Coi nè, thế dạ. À thế à? Vậy là mất cân đối hả? Bé mà đầu to là mất cân đối. Thôi thì rất là vui mừng và thật sự là cảm ơn rất nhiều sơ Thùy Trang đã tổ chức và ngỏ ý cho mình cái dịp đến đây sinh hoạt với cộng đoàn và cộng đồng của những người Việt Nam ở tại Orange County này, tại Cùng Cam này. Và như mình nói, như là sơ Thùy Trang đã nói, và trong cái bản thông báo đó, thì là mình sẽ cùng nhau suy niệm và học hỏi lời Chúa trong những ngày này. Thế nên là bây giờ mình bắt đầu cái buổi đầu tiên bằng lời cầu nguyện. Xin mời mọi người cùng đứng lên, chúng ta cùng hát bài cầu xin Chúa Thánh Thần như ông cha ta vẫn thường làm. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa
con ngợi khen Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng con buổi họp mặt ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin dẫn dắt mỗi người chúng con trên con đường chân lý của Chúa, và để chúng con biết đi trên con đường chân lý của Chúa. Xin dạy mỗi người chúng con ngày hôm nay và mỗi ngày trong đời của mỗi người chúng con biết lắng nghe lời Chúa. Chúng ta cùng hát và lắng nghe lời Chúa để tỏ lòng tâm tình của chúng ta. Lạy mẹ Maria, chúng con xin mẹ cầu bầu cho mỗi người chúng con trong buổi học hỏi và suy niệm Kinh Thánh hôm nay. Xin mẹ giúp chúng con, đồng hành với chúng con, giúp chúng con hiểu lời Chúa, lắng nghe lời Chúa, ghi nhớ lời Chúa và suy niệm lời Chúa mỗi ngày như mẹ khi xưa. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời đã cùng bà, và phước là nhân ban nhiều điều là Giêsu có lòng bà và phước là Maria, Đức Mẹ Chúa Trời đã chúng con là mẹ của tội nhân, ngay trong giờ lâm tử. Amen. Nữ vương ban sự bình an. Cầu cho chúng con. Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin mời các bác, các anh chị em cùng ngồi. Còn cái bài lắng nghe lời Chúa nó hay thật đó. Hát nhiều lần rồi mà vẫn hát lại càng thấy hay nữa. Với lại chị đánh đàn nó cũng rất là nhuyễn ha. À, cho vỗ tay, chàng vỗ tay, chào pháo tay đó. Cảm ơn chị nhiều. Và chắc chắn là sau đó, đó sau cái buổi học này, buổi hội thảo này thế, thì mình chắc chắn là sẽ lại hát bài đó lần nữa cho nó thấm vào đó. Rồi là mỗi ngày trong cái 4 ngày này, trong cái dịp mà hỏi Kinh Thánh này, chắc chắn mình cũng sẽ có dịp mà lại hát lần nữa, để mà cái bài đó nó trở thành cái phương châm cuộc sống của mình.
Mình nhìn này chắc là mình biết là có nhiều người muốn hỏi là cha giới thiệu chút về cha đó. Bởi vì nhiều người cũng tò mò đó. Nhìn cha sao nó trẻ quá, không biết là chịu chức linh mục cách đây bao nhiêu năm đó. Xin thưa là mình chịu chức linh mục năm 2003. Thế nên năm nay thoáng một cái đã là 11 năm rồi. Mà con đường mà đi tu của mình đó thì cũng là một cái hồng ân mà mình phải nói là lúc nào, ngày nào mà suy nghĩ lại cũng cảm tạ Chúa. Bởi vì Chúa dẫn mình đi con đường có thể nói là có 102. Cảm ơn Chúa rất nhiều, cảm ơn Chúa rất nhiều. Thật ra là tất cả là ơn sủng Chúa. Mình đã muốn, mình là hiện giờ đang là dòng Francisco viện tu, hay nói nôm na là dòng Francisco áo đen. Dòng Francisco áo đen. Ở Việt Nam mình thì có dòng Francisco gọi là áo nâu, nói nôm na vậy. Hai nhánh khác nhau, tiền ai nấy giữ, không có xen lẫn lộn với nhau được. Không nói đùa vậy thôi, nhưng mà khác nhau, nhưng mà cùng chung Thánh Francisco mà ra cả nhé. Là nôm na như vậy. Thì tại sao mình lại vào dòng Francisco áo đen trong lúc mà Việt Nam mình chỉ có áo nâu thôi? Chuyện này cũng là rất là ly kỳ. Chúa sắp đặt. Mà Chúa tính thì là hơn mình tính rất nhiều. Hơn mình tính. Mình tính ra bao nhiêu cũng được. Muốn đi tu đã từ nhỏ. Dân mình cho Chúa đã từ nhỏ. Hồi đó sinh hoạt ở Kỳ Đồng đó. Cha Thành Tông. Thế cha Thành Tông coi như là sinh hoạt với trẻ em quá hay đó là. Nên là cũng là muốn đi tu từ nhỏ. Nhưng mà lúc đó là năm 80 thì là không có điều kiện. Tất cả các chủng viện là bị đóng cửa rồi. Nên là bố mẹ chỉ nói là thôi cứ ráng học hành lên cho cao thôi. Cố gắng học hành lên cho cao rồi sau đó là tính. Thì bố mẹ nói vậy chắc là cũng có thể là dùng cớ hoãn binh đó. Hồi nhỏ thật khờ dại đó, không biết đi tu là gì á, ham đi tu đó. Nhưng mà lớn lên may ra là sau đó thì là nó sẽ đổi ý đó. Nhưng mà coi như thì vẫn nghe lời của mẹ vậy, ok. Thì lúc đó đâu có vào chủng viện gì được. Tiểu chủng viện đóng cửa, đại chủng viện chúng đóng cửa. Thôi thì cứ nghe lời của mẹ học lên cho cao. Thì nhờ ơn Chúa học lên từ cao là coi như thi vào đại học. Được một suất đi du học. Mà cái thời đó là cái thời khó khăn. Thời khó khăn nhưng mà lại gặp may. May là nói tiếng Việt Nam của mình đó. Nhưng mà thật ra là ân sủng Chúa dìu dắt. Cho nên là coi như được đi du học. Được đi du học, mà biết đi du học ở đâu? Đi du học ở bên Nga. Không bao giờ tưởng tượng. Ủa sao cười? Nghe tiếng đi du học là ngon ha. Nhưng mà đi du học bên Nga thì là chuyện này đúng là có 102 á. Mà đúng thật là Chúa dẫn dắt về. Đi du học bên Nga. Mà đi du học bên Nga thì chỉ cố gắng học lên cao thôi. Học lên cao thì học hết đại học. 5 năm ở Nga xong đại học thì là đang học ở Nga thì là nước Liên Xô nó sụp đổ năm 91. Nước Nga được tự do cho nên là họ mời các thừa sai từ bên Ba Lan đi qua bên Nga để mà giảng đạo và giúp họ phục hồi lại giáo hội công giáo mà đã có ở Nga trước đó. Thế nên là mình qua đó mình quen biết các thừa sai từ bên Ba Lan qua bên Nga lúc đó là năm 93. Và các vị thừa sai đó là dòng Francisco áo đen này. Và coi như là gọi là nói nôm na tiếng Việt mình kết cảm kích cái sự xả thân của họ và sinh hoạt với họ. Thì là sau một thời gian thì là năm 94 tốt nghiệp đại học xong thì là Chúa nhắc lại. Chúa nói nhớ không hồi đó con muốn đi tu quá. Giờ gặp rồi đó. Quyết định đi. Thì là Chúa bao nhiêu là dọn đường vậy. Thì là thằng nhỏ thì chỉ biết xin vâng thôi đó. Có biết làm thế nào thì là rồi sau khi đại học năm 94 xin vào dòng ở Nga. Thì là vì các cha là người Ba Lan, từ Ba Lan đến và nước Nga lúc đó thì là vẫn đang sơ khai phục hồi lại giáo hội công giáo đó. Cho nên là các cha người Ba Lan đưa qua bên Ba Lan. Thế là sau 5 năm ở Nga thì đi qua Ba Lan để mà tu nghiệp 5 năm nữa. 5 năm ở Nga, 5 năm Ba Lan. Thì đang học đại chủng viện ở Ba Lan đó. Thì là bề trên
tổng bề trên của dòng Francisco áo đen đó mới đưa qua bên Roma để mà học tiếp. Nói tiếng Việt Nam cái tiếng bình dân là bứng qua Roma. Không, mình nói tiếng Việt Nam vậy mọi người có hiểu không nha? Nếu không mình có thể nói tiếng Nga nữa ha, đúng không? Hay tiếng Ba Lan, hay tiếng Ba Lan ha. À, đưa qua Roma thì mình ở Roma từ năm 99 tới bây giờ. Thoáng một cái là 15 năm. Và thoáng một cái 5 năm ở Nga, 5 năm Ba Lan, 15 năm ở Ý, 25 năm. Nhưng mà trông vẫn trẻ như 20 ha. Vỗ tay, vỗ tay. Biết sao không? Tại lắng nghe lời Chúa mỗi ngày á. Đó, đọc lời Chúa mỗi ngày á thì lời Chúa đó nó có sức mạnh, nó làm trẻ hóa tâm hồn. Mà từ trẻ hóa tâm hồn á thì là cả thể xác vẫn trẻ. Mấy chị chắc khoái đâu ha. Đó, vỗ tay vô tay. Xin ra là xin mời các chị, nhất là các chị ha. Các chị các bà hãy đọc lời Chúa mỗi ngày, khỏi đi giải phẫu thẩm mỹ gì hết ha. Hỏi như vậy đâu thẩm mỹ đâu và nói có sách và mắt có chứng nha. Lời Chúa nói rõ ràng, ai mà suy niệm lời Chúa mỗi ngày đó là lúc nào cũng sẽ mang hờ nhân cha nhuệ đó. Thánh Vịnh số 1, Thánh Vịnh số 1, Thánh Vịnh số 1. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường cung tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẫm đi nhẫm lại suốt đêm ngày. Phúc thay cho những người mà không có phí thời giờ đi ra quán ngồi cà kê gọi là nói chuyện nói xấu mấy ông cha, không? Có không, có không? Không, cộng đoàn này chắc là thánh thiện rồi, không? Chắc không có đâu. Mấy cộng đoàn khác chắc có. Cộng đoàn này thì chắc là không có rồi, tại vì thánh thiện hết. Nhưng thay vì mình phí thời giờ kiểu đó, thì là vui thú với lề luật Chúa. Thì trong Thánh Vịnh, chữ lề luật Chúa đó là nó đứng, nó có đồng nghĩa với lại lời Chúa đó. Lời Chúa viết cho mình. Vui thú với lề luật Chúa. Mà vui thú không phải là đơn giản là con vui vẻ với Chúa, không phải. Nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày, ngày và đêm. Đọc ngày chưa đủ, tranh thủ cả ban đêm, đọc thêm luôn Chủ nhật. Cái này là mình nói để mà bởi vì mình biết ở đây có cái câu như là anh chị em có nhiều câu như là nhiều người cứ lo làm, không phải không? Làm nổi mà quên cả ngày đi Chủ nhật luôn, không? Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm Chủ nhật, không? Thì bỏ cái chữ làm đi, giờ đọc lời Chúa, không? Đọc ngày chưa đủ, tranh thủ luôn đọc ban đêm, đọc thêm Chủ nhật nữa, được không? Để ý sau đó nói như thế nào, không những là người đó được phúc, mà còn là như thế này, người ấy tựa cây trồng bên dòng nước. Tưởng tượng, nhắm mắt tưởng tượng, cái người mà nhẩm đi nhẩm lại lời Chúa suốt đêm ngày, như là cây trồng bên dòng nước. Ngó bên tay phải này, thấy nhớ không? Trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh. Tuyệt vời không? Sinh hoa kết quả đúng mùa, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Forever young. If you meditate on the word of God day and night, you will be forever young. Nếu bạn nhẩm đi nhẩm lại lời Chúa suốt đêm ngày, bạn sẽ như cây mà cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Không phải như hoa 10 giờ, chỉ đẹp duyên lúc ban đầu. Ok? Các bà đó, nhấn mạnh các bà nè, thấy chưa? Thành ra là cố gắng mở sách ra mà nhẩm đi nhẩm lại lời Chúa suốt đêm ngày.
có nhiều người kính mến lời Chúa cách đặc biệt. Có bà qua nói, có anh nói là chai, con rất là kính cẩn lời Chúa, cho nên là con để cuốn Kinh Thánh trên tuốt bàn thờ trên cao. Coi như lúc nào cũng là, nhưng mà không bao giờ với lấy mà mở ra đọc, bởi vì quá kính sợ lời Chúa, kính cẩn nó đổi mà có như vậy thôi. Vậy chắc là không được rồi ha. Vậy chắc chắn là Chúa không muốn vậy, bởi vì Chúa để lại lời của mình đó là để mà mình mở ra mà đọc. Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Mình thì là ai mà nghe cái câu đó là mình nghĩ ngay tới bí tích thánh thể, phải không nào? Lời mình thánh Chúa, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình suy niệm kỹ hơn á, thì là khi mà Chúa nói cái câu đó thì là Chúa muốn nói là bánh từ trời xuống đó không phải đơn giản chỉ là bí tích thánh thể. Ý Chúa không muốn nói là chỉ có bí tích, nhưng mà Chúa còn nói là lời Chúa dạy chính là bánh từ trời xuống, và ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Như vậy hay nói một cách khác, cái bánh hằng sống mà từ trời xuống đó, nó có hai cái khía cạnh không thể tách rời được: lời Chúa và bí tích thánh thể. Lời Chúa và mình thánh Chúa. Và không phải ngẫu nhiên đó là mình đi lễ đó, là không phải là đi lễ để rước mình thánh Chúa, mà đi lễ là để giữ lễ từ đầu đến cuối. Mà mỗi thánh lễ thì có bao mấy phần? Hai phần. Cho sơ thì Trang dạy giáo lý quá hay ha. Cái này là thuộc giáo lý. Hai phần. Phần đầu là gì? Phụng vụ lời Chúa. Có nghĩa là mình bẻ bánh lời Chúa để mình ăn đó. Và phần hai đó mới đi vào phụng vụ thánh thể, là mình bẻ bánh mình thánh Chúa. Không thể nào mà tách rời được. Và ngược lại, một khi mà mình nhận mình thánh Chúa đó, rước mình thánh Chúa đó, là mình phải thực hành lời Chúa. Bởi vì nếu không thì mình rước vô ích. Ok. Vì thế cho nên là mình cần phải để ý cái quan trọng cái điểm này, rất là điểm này. Ngoài cái chuyện coi như là mình đọc lời Chúa mà coi như là cái cây mà cành lá không tàn tạ đó, để mà mình forever young ấy, thì là ngoài ra đó Chúa đã mời gọi mình hãy ăn bánh này. Thế nên là có cuốn Kinh Thánh ở nhà thì hãy mở ra mà đọc. Mà mình đọc đó là mình ăn đó, ăn lời Chúa, ăn cách thiêng liêng. Vậy thì xin hỏi ở đây, ai đọc lời Chúa mỗi ngày xin giơ tay. Đồng quá, vỗ tay, trời hay quá. Ai đọc lời Chúa mỗi tuần xin giơ tay. Ủa? À, hoặc là mỗi ngày, hoặc là không bao giờ. Đó là không thấy mỗi tuần. À, có đây, 1, 2, 3 mỗi tuần. Ai đọc lời Chúa mỗi tháng? Cũng không có. Có một người dưới kia mỗi năm một lần, cứ như đi xin tội bên kia. Vậy là phần lớn. Còn những người mà không giơ tay là không bao giờ, chưa nghĩ đến đó. Chưa nghĩ đến đó, chứ không phải là không bao giờ, chưa nghĩ đến đó. Còn câu hỏi này quên chưa hỏi, những người mà không giơ tay đó có Kinh Thánh ở nhà không? Như thế này thôi. Ai không có, ai có Kinh Thánh ở nhà giơ tay lên coi. Đa số ơi, vậy vỗ tay mình, vỗ tay. Bravo, nói như người ý, bravo. Có Kinh Thánh ở nhà đó là bước đầu rồi, phải không? Nhưng mà đừng để Kinh Thánh trên bàn thờ cao nhé. Để trên bàn thờ thì ok, nhưng mà để thấp xuống, thấp xuống, để mà thỉnh thoảng là đi ngang qua, cúi đầu
coi như là kính cẩn cái rồi mở ra đặt, xong rồi để lại, được không? Vậy là coi như là tốt rồi đó, coi như là cái ban đầu. Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Cái đó là cái mà cái khẩu hiệu mà Sơ Thùy Trang chọn cho cái khóa này đó. Mọi người nhớ không biết Thánh Kinh là không biết Đức Kitô. Nhưng mà có ai biết là cái câu này ai nói không? Không phải là cha nhỏ ấy nói đâu nha. Đúng rồi, nghe đây. Geronimo, chà, có người biết đây cũng là thông thái quá ha. Chà, đó. Thánh Geronimo, mà Thánh Geronimo là sống lúc nào vậy? Lên chút. Không phải thế kỷ thứ 2 mà thế kỷ thứ 4. Cái ông Thánh Geronimo đó, mình dịch là Geronimo, Geronimo, mà tiếng Anh gọi là Jerome, Jerome. Thánh Jerome có nói là ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Cái câu đó rất là tuyệt vời. Bởi vì thật sự là Đức Kinh Thánh, toàn bộ Kinh Thánh, Cựu Ước và Lẫn Tân Ước đều nói về Đức Kitô. Và muốn hiểu biết Đức Kitô là phải mở Kinh Thánh ra. Chứ đừng nghe bà hàng xóm. Con cái hành anh khe cười. Đừng nghe bà hàng xóm. Mở Kinh Thánh ra và trực tiếp đọc để mà tìm hiểu Đức Kitô. Mà cái ông Thánh Hieronymo này đó, ông nói cái câu tuyệt vời này đó, không phải là tự nhiên cái là ông có được cái suy nghĩ đó. Mọi người biết là trước đó đó, ông này cũng chẳng đọc Kinh Thánh gì hết, cũng lơ là học Kinh Thánh. Ông này đó, phải nói là ông là tiến sĩ Hội Thánh nha. Tiến sĩ Hội Thánh. Và ông này, ông Thánh này đó, là người đã dịch Kinh Thánh từ tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái sang tiếng Latin cho Đức Giáo Hoàng. Và Đức Giáo Hoàng lấy bản dịch đó, gọi là bản dịch Vulgata, là bản dịch phổ thông, làm cái bản dịch chính thức cho giáo hội Công giáo La Mã từ thế kỷ thứ tư cho tới tận bây giờ. Nhưng mà hai ở chỗ đó là cái ông này đó, là trước đó đó, ông không có đọc Kinh Thánh nhiều. Ông lơ là. Ông là một cái người coi như là uyên bác thời đó, thế kỷ thứ tư, coi như một nhà triết gia. Và ông được ơn trở lại đạo. Thế là sau khi mà trở lại đạo rồi, được rửa tội rồi, nhưng mà ông cũng cứ tiếp tục đọc mấy cái sách của mấy ông triết gia Hy Lạp La Mã, nhất là cái ông triết gia Cicero. Cicero là nhà triết gia đại tài của La Mã. Thế là ông cứ đọc vậy. Thế tới một đêm đó, một đêm cái ông cũng ngủ, cái ông có giấc mơ. Mơ là ông được đưa lên tòa thiên đàng Chúa. Ông gặp Chúa. Gặp Chúa, Chúa hỏi Hieronymo, Hieronymo. Thì ông Hieronymo nói, dạ con đây. Chúa hỏi, ngươi là môn đệ của ai? Dạ Chúa ơi, Chúa hỏi cô kỳ quá. Con là người Kitô hữu, có nghĩa là môn đệ của Đức Kitô. Chúa mới nói, không, nhưng mà ta thấy ngươi là môn đệ của ông Cicero đó, cái ông triết gia đó. Ủa sao vậy Chúa? Vì tối ngày con cứ đọc mấy cái cuốn sách của cái ông Cicero đúng không? Vậy là con là môn đệ của ông rồi còn gì nữa, chứ đâu phải là môn đệ của ta. Ồ, ông tới cái đó là giật mình rất vậy. Cái giấc mơ này là ông kể lại, ông viết lại đàng hoàng nha. Chứ không phải là cha nhuệ coi như là nói không có sách gì, mắt không có chứng ha. Viết lại đàng hoàng, viết lại đàng hoàng. Và từ đó, từ hôm đó bỏ hết sách Cicero đi, mở Kinh Thánh mà đọc thôi. Kinh Thánh mà không chỉ đọc mà còn đào sâu Kinh Thánh, đọc và suy niệm, cái đó là mấy cái hay. Và từ cái mà đó đó, cho ông mới có một cái câu tuyệt vời mà mình lặp đi lặp lại mãi, giáo hội lặp đi lặp lại, không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Nên mấy anh ở dưới kia ha, coi chừng mơ là lên thấy Chúa, con đâu phải là môn đệ của ta, con là chắc là môn đệ của Kim Dung ha.
đọc truyện chưởng như là đọc đi đọc lại không? Thiên Long Bát Bộ Anh Hùng Xạ Điêu rồi hả? Thần Điêu Đại Hiệp về cô gái đầu lòng là đọc coi như là bốn lần trong cuộc đời. Mà cái tin mừng Thánh Mát Cô nó có tí xíu như thế này mà không có bao giờ đọc. Thì chắc là con là muốn để Kim Dung rồi, mẹ bỏ hết đi. Bỏ hết chuyện chưởng ra, lo mà đọc Kinh Thánh của Chúa, lời Chúa, đọc Kinh Thánh lời Chúa. Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Đó là lời của Thánh Hieronymo. Mà cái lời đó đó là cái lời mà ông nói thật sự từ đáy lòng, qua cái kinh nghiệm của ông và qua cái thị kiến của ông, qua cái giấc mơ của ông, ông để lại cho mỗi người chúng ta, và để lại cho mỗi người chúng ta cái bài học đó. Cho nên là mời gọi mọi người mở Kinh Thánh ra mà đọc. Đó là cái cách mà mình đi vào cái tâm tình với Chúa, đi vào tâm tình với Chúa. Nhưng mà như mình nói đó, ôi chà, xin lỗi. Có Chúa nâng đỡ mình. Ai mà vui thú với lời Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày, người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành. Chà, cái câu này đúng là cái câu mà phải vững đức tin lắm đó thì là mới có thể như là suy niệm vào trong cuộc đời như vậy. Làm chi cũng sẽ thành. Thế nên từ bắt đầu từ bây giờ mở Kinh Thánh ra mà đọc, mở Kinh Thánh ra mà đọc. Nhưng mà dĩ nhiên là đọc là phải kiên nhẫn và kiên trì, chứ đừng có ngày hôm nay mở Kinh Thánh ra đọc cái rồi bỏ đi, hay là đọc có một hai ba ngày thế rồi nghe nói là người như thế làm chi cũng sẽ thành, cái đụng làm cái công chuyện gì đó cái nó không thành, cái nói ô vậy sai rồi, vậy thôi bỏ luôn lời Chúa. Vì sao mà nói là Chúa nói là làm chi cũng sẽ thành? Làm chi cũng sẽ thành không phải theo ý người đời. Cái thành công đây đó là thành công theo ý Chúa. Và ai mà đọc lời Chúa là sẽ làm chi cũng là theo ý Chúa, và sẽ thành công trong cái việc làm theo ý Chúa đó. Ok. Vì khi đó cho nên là rất quan trọng, rất là quan trọng cái việc mà đọc Kinh Thánh như thế này. Đọc Kinh Thánh. Và bây giờ thì là như mình nói đó, là cái chuyện đọc đó không phải là đọc như là đọc đơn giản cái bài báo, hay là đọc đơn giản cái câu chuyện, hay là đọc tiểu thuyết, mà đọc và suy gẫm. Đọc và suy gẫm. Không biết ở đây mọi người có những ai mà đã từng đọc đó thì có cái cảm nhận là Kinh Thánh nó có bị khô khan không? Có thấy khô không? Mình gặp có nhiều người nói là chai chang mà đọc Kinh Thánh rồi, con cố gắng đọc, mở ra đọc đó, thì thấy nó khô quá, chịu không nổi, đọc chút cái là thấy buồn ngủ hả? Đọc chút là buồn ngủ, hay là đọc chút là thấy chán, không có thấy gì. Vì sao? Vì là đọc không biết cách, thứ nhất. Và thứ hai là đọc phải thú nhận là đôi khi mình đọc không có tâm tình. Cái này quan trọng. Đọc không có tâm tình với Chúa. Đọc lời Chúa mà như đọc cái bài báo. Đọc lời Chúa như là đọc cái bản quảng cáo ngoài chợ. Phải có một chút tâm tình, có nghĩa là mở ra lạy Chúa. Chúa hãy nói vì con lắng nghe. Biết cái câu lời cầu nguyện đó là của ai không?
Ồ giỏi vậy. Trời các bác đi giỏi vậy. Vỗ tay trời. Lời cầu nguyện đó là lời của ông tiên tri Samuel. Lời của ông tiên tri Samuel nói với Chúa, lạy Chúa, Chúa hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Nó nằm ở sách nào? Samuel. Giỏi, quyển thứ nhất, chương thứ mấy? Thứ hai hả? Thêm chút đi. Lên chút đi. Chương thứ ba, đúng rồi, chương thứ ba. Mình dẫn những trích dẫn những cái kinh thánh đó thì là mình nói rõ ràng ở đâu đó, thì ai mà có giấy mà ghi lại đó để mà thì nên ghi lại để mà sau đó suy niệm lại nhá. Nên suy niệm lại. Ai mà muốn ghi lại bằng ghi vào iPhone, iPad hay gì đó vẫn cũng được. Ok. Còn ai mà có trí nhớ thiên tài nhớ luôn đó thì là ok cũng được, không sao hết. Nhưng mà dạ. À có băng à? À thế à, đang không băng à? À thế à? À ok. Thôi xin chào tất cả mọi người mà qua băng này ha, à, lắng nghe lời Chúa ha. À, xin chào tất cả mọi người và coi như là những lời mà Chúa nói ngày hôm nay thì chắc chắn hy vọng sẽ cũng sẽ đánh động những người mà vì lý do này lý do khác không đến đây được nhưng mà sẽ nghe cái băng này hay là để coi cái băng này nha. Và đây Thiên Chúa gọi ông Samuel, sách Samuel quyển thứ nhất chương thứ ba. Lúc đó ông Samuel ở với ông Eli là ông thầy của ông Samuel và ngủ ở chỗ ông tại đền Đức Chúa, ngủ trong đền thờ Đức Chúa tại Silo, nơi có hòm bia Thiên Chúa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Hòm bia Thiên Chúa đó là trong đó có như là 10 triệu răng Đức Chúa Trời và cái cây gậy Aaron. Cho nên đó là sự hiện diện biểu, coi như là cái sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Và cái hay đó là cái câu này là ông Samuel ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nghĩa là ngủ trong nhà thờ đó. Thời đó đó là rất nhiều người vô nhà thờ ngủ. À mà không chỉ thời đó nha, thời này cũng vậy không? Không. Vì sao mà họ cái này cái tục lệ của thời đó, họ vào nhà thờ ngủ để làm gì? Để có thị kiến, để có giấc mơ. Và Chúa sẽ hiện ra trong thị kiến và nói với họ. Đó, cho nên là giờ mình hiểu là tại sao mà nhiều người thời này cũng vào nhà thờ để ngủ. Nhất là trong lúc cha già. Tại vì vô đó là coi như là vào nhà thờ là thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, cho nên là cảm thấy rất là bình an. Không phải lo gì hết. Ông cha cứ giảng thoải mái, mình cứ ngủ ngủ thoải mái để mà biết đâu á, trong khi ngủ mình có giấc mơ Chúa hiện ra á. Như ông Samuel này này nói đùa nha, nói đùa đó, mình không có ngủ á, không có ngủ lúc, nhất là lúc ông cha giảng nha, không có ngủ, không có ngủ. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cậu thưa, dạ con đây. Rồi chạy lại với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Chúa gọi Samuel, nhưng mà Samuel tưởng là ông thầy vừa gọi. Ông thầy mới gọi, ông Eli bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy đến với ông Eli. Nguyên bản trong tiếng Do Thái đó là nói là ông này chạy đến với ông Eli lần thứ hai và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông Eli bảo, thầy không gọi con đâu, con ạ, con về ngủ đi. Bây giờ Samuel chưa biết Đức Chúa và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu dậy đến với ông Eli và thưa,
Thì mình dịch đây đó, trong bản Do Thái đó, nó hay hơn nhiều. Cái lần thứ ba đó, hai lần trước đó, Eli mà nghe, Samuel mà nghe tiếng Chúa đó, là chạy, chạy đến thầy liền. Lần thứ ba mà nghe tiếng Samuel, thì là nguyên bản nói là ông Samuel đứng dậy, đi từ từ đến ông thầy. Thôi không chạy nữa. Lần thứ ba thấy là như là gọi gì gọi hoài quá. Đến ông thầy, dạ con đây, thầy gọi con. Bây giờ ông Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa, lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Thầy Eli cũng là sự khôn ngoan, truyền lại cho con cháu. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước, Samuel, Samuel. Để lần này chính thức, trịnh trọng, hai lần, gọi tên hai lần. Biết sao gọi tên hai lần không? Mà mình đối với mình gọi một lần là đủ không? Samuel, đây Chúa là Samuel, Samuel, hai lần. Không phải là vì ông Samuel lãng tai đâu ha. Ông nghe, ông biết mà. Khi mà Chúa gọi hai lần, gọi ai mà hai lần đó, là bao giờ cũng có một sứ mệnh nào đó, sứ điệp nào đó rất là quan trọng để mà giao cho người đó. Khi mà Chúa gọi ông Abraham đó, sách Sáng Thế chương thứ 15, chương thứ 12, chương thứ 15, Abraham, Abraham, hai lần. Nên tiện nói chuyện hai lần. Lúc mà Chúa nói bà Marta đó, nhớ bà Marta không? Marta Maria đó. Đó, thì Maria là như là không có lo nấu ăn mà ngồi bên Chúa đó, mà Marta thì là lo nấu ăn vậy đó. Bà chị đó, nói thầy ơi, sao thầy không thấy là con là vất vả này, còn cái con em đó, nó ngồi không vậy, nó ăn không ngồi rồi nó ngồi vậy đó. Sao thầy nói với nó một tiếng. Bà này thật là dữ ha, Marta là dữ ha, dám nói với Chúa như vậy. Cứ tưởng tượng là sau khi mà Chúa đi rồi là bà nạt cái bà Maria thế nào hả? Hả? Bà Maria là chết với bà đó. Thế thì lúc đó Chúa mới nói sao? Chúa gọi Marta hai lần. Marta, Marta. Hay không? Đọc Kinh Thánh nhiều á mới thấy được cái điều. Gọi nó là không đơn giản là chỉ nói Marta. Marta, Marta, đây là cái sứ điệp quan trọng thầy nói với con. Con lo lắng quá nhiều chuyện. Chỉ có một chuyện duy nhất trong đời là cần phải thôi. Và Maria đã chọn cái phần đó, và không có ai có thể lấy được cái phần đó ra khỏi của chị ấy. Thì cái phần duy nhất, cái chuyện duy nhất trong đời cần phải là gì? Không phải là ăn không ngồi rồi á, không phải là ngồi không á, không phải, mà chuyện duy nhất đó là ngồi dưới chân Chúa, có nghĩa là môn đệ Chúa, có nghĩa là lắng nghe lời Chúa, lắng nghe lời Chúa trước rồi mới phục vụ Chúa được. Không lắng nghe lời Chúa, không biết Chúa thích ăn phở lại nấu bún riêu, kỳ không? Phải không? Marta, Marta, hỏi thầy, thầy thích ăn cái gì trước rồi mới nấu ăn, phải không? Đằng này cứ lo nấu ăn phục vụ thầy, nhưng mà phục vụ thầy mà không làm theo ý thầy, vì là không lắng nghe lời thầy, thì hóa ra là làm theo ý mình, phục vụ mình thôi, còn gì nữa, phải không? Nghe đó, nhớ nha, nhớ nha mấy bà đó, không? Hỏi thầy trước. Trở lại chuyện Samuel, Chúa nói Samuel, Samuel. Samuel thưa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Cái câu này là quá tuyệt vời. Câu này là cái câu mà phải là cái câu cửa miệng cho tất cả mọi người khi mà mở Kinh Thánh ra mà đọc. Xin nhớ câu này. Khi mà mở Kinh Thánh ra đọc, trước khi mở Kinh Thánh ra đọc, thì hãy đi vào cái tâm tình đó, lạy Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.
mình đọc lời Chúa không phải là cái lời thường, mà đó là cái lời mà Chúa muốn tâm sự với mình ngày hôm đó, cái giây phút đó. Và cái hay hơn nữa là trong cái chuyện Samuel nó kết thúc chỗ này, Chúa mới phán với Samuel tất cả những điều mà Chúa cần Samuel phải làm. Và sau đó như thế nào? Câu thứ 19, chương 3 câu thứ 19. Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông, và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu. Thì mình dịch là như vậy, nhưng mà nguyên bản Kinh Thánh đó, trong tiếng Do Thái đó, đó là người không để một lời của người rơi xuống đất, có nghĩa là ra vô hiệu đó. Có nghĩa là Chúa ở cùng Samuel, và Chúa không để một lời của Chúa mà nói với ông Samuel ra vô hiệu, rơi xuống đất. Nhưng mà cái câu này đó, mình cũng có thể hiểu được như thế này, là Chúa ở cùng Samuel, và ông Samuel đó không để một lời nào của Chúa rơi xuống đất. Lời Chúa phán là ông thực hành, ông nói lại, và không để ông nghe xong, ông thực hành, ông nói lại cho dân chúng, và không để cái lời Chúa rơi xuống đất. À, cái này là cái gương cho mình đó nha, gương cho mỗi người mà lắng nghe lời Chúa ha. Mình tưởng tượng như là sau mỗi thánh lễ đó, bà con cô bác coi như lắng nghe lời Chúa xong á, rồi ra về á, thì sau mỗi thánh lễ đi mà quét dọn nhà thờ á, chắc là ti tỉ rồi Chúa nó rơi dưới đất hả? Nó rớt xuống đất rồi. Rồi nhiều người coi như là nghe vô lỗ tai này cái nó ra lỗ tai khác ngay. Con, nghe vô nha. Mà thậm chí có nhiều người lời Chúa nó đến cái lỗ tai cái nó dội ra, không vô được nữa. Bởi vì đóng cửa. Đừng để lời Chúa rơi xuống đất. Nhớ này, lắng nghe lời Chúa. Cái mà mình nói đọc lời Chúa đó, nó không chỉ coi như là ám chỉ cái chuyện mà mình mở ra mình đọc, mà đọc lời Chúa còn có cái cách như là mình nghe lời Chúa, mà nghe một cách coi như là với tâm tình, và một coi như là cách coi như là kính cẩn, thì đó là cũng là cái để đọc lời Chúa. Ok, vậy cho nên là cái quan trọng là hãy noi gương ông Samuel như là lắng nghe lời Chúa, coi như lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ Chúa lắng nghe mỗi lần mình mở ra mình đọc. Và cái thứ hai đó là khi mình lắng nghe lời Chúa thì là cố gắng lắng nghe và đừng để lời Chúa coi như là rớt xuống đất. Hãy nhớ cách phụng vụ Chúa một cách hữu hiệu nhất, đó là phải lắng nghe lời Chúa trước để trở thành môn đệ trước, rồi sau đó đó mới phụng vụ Chúa một cách thiết thực theo thánh ý Chúa. Nếu không đó thì là mình sẽ đi vào cái nguy hiểm là mình tưởng là mình phụng vụ Chúa, mình phục vụ Chúa, mà mình phục vụ cái ý của mình. Quan trọng nha. Vì sao trong nhiều cộng đoàn những người hăng hái phục vụ đôi khi khó khăn nói chuyện với nhau? Còn chắc là cộng đoàn này chắc không có hả? Mấy cộng đoàn khác nè, mấy cộng đoàn khác nè. Đôi khi coi như là cung phục vụ nhưng mà hay tự ái, rồi ý tôi như vậy tôi phải làm như vậy, không có được xen vô hay là coi như là làm đôi khi làm theo ý mình. Nếu như tất cả mọi người trong cộng đoàn, trong hội đoàn quỳ xuống lắng nghe lời Chúa trước thì sẽ là rất là tuyệt vời. Bởi vì mỗi người sẽ phục vụ theo thánh ý Chúa, chứ không phải là theo cái tư tưởng cá nhân của mình. Cái này quan trọng vô cùng nha. Cho nên là cái chuyện mà đọc lời Chúa đó, nó rất là quan trọng. Đọc lời Chúa và suy niệm lời Chúa rất là quan trọng.
Nhưng mà tới đây đó thì chắc là có nhiều người sẽ có vài câu hỏi. Đôi khi có thắc mắc, trai cha, thật ra đó thì con cũng có muốn đọc lời Chúa lắm, con cũng muốn suy niệm lời Chúa lắm, mà con cũng cố gắng kiên trì lắm, nhưng mà được một tuần là xong. Bởi vì con không có biết cách nào nó làm như thế nào, cái cách như thế nào để mà suy niệm lời Chúa cho nó cách thiết thực. Đôi khi con kiểu như là không có căn bản đó, đôi khi không có căn bản để mà làm cái chuyện, thực hành cái chuyện đọc lời Chúa. Vân vân, mình hiểu. Đôi khi đó, nếu mà mình không có cái gọi là cái không có ai chỉ cách đó, thì là đôi khi mình gọi là chơi với, coi như là bơi một chút lời Chúa cái là chìm, bơi một chút lời Chúa cái là nản, không có giữ được. Vậy thì có cách nào? Và xin thưa thì là mình xin chỉ cách coi như là suy niệm phúc âm. Và cái phần này là cái phần thực hành rất là quan trọng. Suy niệm phúc âm bằng coi như là 6 bước suy niệm phúc âm. Nhưng mà để mà đi vào cái phần đó thì là tạm ngưng một cái, mời mọi cộng đoàn cùng đứng lên. Mình hát một bài ha. Mình hát một bài. Hát tiếp cái bài, hát cái lại cái câu đầu của bài Lắng Nghe Lời Chúa. Mọi người có thuộc không? Không cần phải bật lên không? Không cần không? Ok. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài, dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài, dạy con bước theo lối. Xin cho con xin cho con biết ơn lời Ngài, Ngài muốn con làm chi. Mời mọi người giơ tay lên. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con đưa. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn đèn đang tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho dân ai. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa tuôn đổ tràn đầy ơn Thánh Thần Chúa xuống mỗi người hiện diện nơi đây. Xin Chúa ban cho chúng con lòng thao thức lắng nghe lời Chúa, lòng thao thức tìm hiểu lời Chúa, đọc và suy niệm lời Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn tìm hiểu thánh ý Chúa qua Kinh Thánh, để chúng con càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn và càng ngày càng phục vụ Chúa theo thánh ý Chúa nhiều hơn, chứ không phải theo thánh ý của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mọi người cùng ngồi. Bây giờ là đi vào cái phần quan trọng. Có cần phải giờ giải lao không? Không hả? Ai muốn coi như là giải lao thì cứ tự nhiên đứng dậy rồi tập thể dục rồi ngồi xuống hả? Đó, tập thể dục ngồi xuống nè, đứng dậy rồi ngồi xuống nè. Đây mình xin chỉ cách đọc lời Chúa và suy niệm lời Chúa. Bởi vì cái suy niệm lời Chúa đó là rất quan trọng, quan trọng hơn nhiều cái chuyện mà mình mở ra mà mình đọc. Bởi vì cái suy niệm lời Chúa đó nó giúp mình đọc với tất cả tâm tình. Và cách đây 2 năm đó thì mình có viết cuốn sách
in cuốn sách ở Việt Nam, những người cha và mẹ trong đời Chúa Giêsu dịch thuật, phân tích và suy niệm các đoạn tin mừng. Đáng tiếc là nó hết rồi, coi như là bán chạy qua hết rồi. Hết rồi, còn mỗi có hai cuốn rồi, còn mỗi hai cuốn rồi. Nhưng mà có thể là mai mốt mình sẽ tái bản lại. Nếu mà coi như là có người tìm đến. Thật ra là cái cuốn sách này cũng là cái cuốn sách đầu tay bằng tiếng Việt của mình, viết ra để thử coi như là bà con có đọc không. Nếu mà bà con mà không đọc thì mình đổi nghề đi bán rau ngoài chợ sướng hơn ha. Chứ còn viết sách mà không ai đọc buồn lắm ha. Nhưng mà còn thế ra là nói chung là thấy cũng coi như là bà con cũng tìm mua đọc, không biết đọc hay đâu không ha. Nhưng mà thôi vậy cũng được rồi, cũng tạm được rồi. Hy vọng là ngày nào đó ra chợ thì là không thấy người ta gói rau bằng cái cuốn sách này hay là đọc. Thì trong cái cuốn sách này đó thì cái chương đầu mình có chỉ cái cách suy niệm lời Chúa và có cái gọi là cái 6 cái bước để mà suy niệm phúc âm. Cho nên là mình xin chia sẻ với mọi người ở đây, cho dù là không có sách nhưng mà mình đọc như đó, mình coi như là mình chỉ cho cái đó để mà về có thể là suy niệm nha, suy niệm lại. Để mà suy niệm phúc âm thì trước hết và mình mở mặt ngay nói là mời mọi người suy niệm phúc âm mỗi ngày, quan trọng nha, mỗi ngày ít nhất tìm ra 15 phút. Ai mà có nhiều hơn nửa tiếng. Và xin nhớ điều này, cái việc suy niệm phúc âm đó là nó như là lời cầu nguyện của mình, nó như là lời đọc kinh của mình. Cho nên là coi đó như là giờ đọc kinh, giờ cầu nguyện, chứ không phải là giờ đọc coi như là kinh thánh dễ hiểu biết vậy thôi. Cái này quan trọng vô cùng nha, nhất là các bé đã quen đọc kinh. Ok, hãy cứ tiếp tục đọc kinh, nhưng mà ngoài phần đọc kinh ra thì hãy thêm cái phần suy niệm phúc âm và coi đó như là cái việc mình đọc kinh cầu nguyện. Và cái hay ở chỗ này nè, những người mà quen đọc kinh đó đã là thánh rồi. Nhưng mà như Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm ngày hôm nay á, nếu con muốn hoàn hảo, trở nên hoàn hảo thì hãy làm cái này, hãy bán tất cả đi để theo thầy. Đó. Nên là đọc kinh là thánh rồi, ok. Nhưng mà nếu mà muốn hoàn hảo thì là hãy cải thiện cái chất lượng đọc kinh của mình bằng việc suy niệm lời Chúa. Bởi vì xin thưa, đọc kinh đó, đôi khi đó, nó không phải là cầu nguyện nha. Cầu nguyện, vâng, là bao gồm cái chuyện đọc kinh. Nhưng mà đọc kinh đó, mà cứ rao rảo như là ào á, mà không có để ý đó, thì đó cũng không phải là cái cầu nguyện đâu. Đó chỉ là cái máy móc thôi à. Bật DVD hay là bật CD lên khỏe hơn. Thế nên là đọc kinh đó là cái phần của cầu nguyện, là mình nói với Chúa. Mà cầu nguyện đó nó bao gồm cả cái phần mình lắng nghe Chúa. Ok, mình lắng nghe Chúa, mình lắng nghe Chúa. Và mình mời gọi mọi người đó là mỗi ngày suy niệm phúc âm và đọc phúc âm đó, là để càng ngày càng thăng tiến trong cái việc mà mình hiểu lời Chúa và biết thánh ý Chúa, và giúp mình coi như là đọc, coi như là đọc toàn bộ lời Chúa. Đừng có lười ha, đừng có lười, coi như là cứ nói ơi trời trời, đời sống của con quá là coi như là bận biểu rồi, cho nên là mỗi ngày thôi con lấy ra một câu trong kinh thánh là xong, ok rồi ha. Lấy mở kinh thánh ra thấy câu nào đó thấy ok rồi viết lại là đủ rồi,
việc gì con phải đọc như là suy niệm nửa tiếng 15 phút đó. Nhưng mà cái đó là nguy hiểm đó. Mở Kinh Thánh kiểu mở rồi lấy một câu ra rồi nói là phương châm đời sống mình là nguy hiểm đó. Bởi vì có ông thầy dòng Francisco đó, ổng là hồi đó ông bê bối, sau cái ổng trở lại, ổng trở lại với Chúa. Thế là ổng coi như là xin Chúa, lạy Chúa: xin Chúa cho con một câu trong Kinh Thánh để con làm coi như là cái phương châm của đời sống của con. Thế là ổng bắt đầu ổng lấy cái Kinh Thánh ra, mở ra, mở đại ra vậy. Rồi cái mắt ổng chúi vào cái câu trong Kinh Thánh Tin Mừng Thánh Gioan: Giuđa ra ngoài thắt cổ tự tử. Ủa trời ơi, Tin Mừng Thánh Gioan nha. Ô ông này, ông thầy Francisco này bảo: ô chú ơi, cho con cơ hội thứ hai. Lại mở ra, và mở ra Tin Mừng Thánh Marco có câu Chúa nói: anh hãy đi và làm y như vậy. Có không? Quá hoảng hốt, coi như là mở ra kiểu đó. Chúa ơi, cho con cơ hội cuối cùng, mở con cuối cùng, lời cuối cùng, mở ra lại Tin Mừng Thánh Gioan. Chúa nói: chuyện gì anh phải làm, hãy làm mau đi. Nguy hiểm lắm nha, đó, coi chừng á, cố gắng mình suy niệm coi như là toàn bộ phúc âm, nguyên bài Tin Mừng, chứ lấy từng câu ra và điều đó là chết á. Thế nên là cái quan trọng đó là mình mỗi ngày cố gắng trước ra nửa tiếng. Ai mà không có nửa tiếng thì thôi giảm giá 15 phút cũng được, giảm 15 phút cũng được, nhưng mà phải kiên trì. Hôm thứ Năm có đến thăm cha Nghĩa ở Long Beach ấy. Thì ngài cũng coi như là đề nghị coi như là làm bài phỏng vấn và hỏi về cái cách đọc phúc âm rồi đó. Mình nhấn mạnh hai chữ: kiên trì và kiên nhẫn mỗi ngày nha, mỗi ngày. Và nếu mà ai thấy coi như là thiếu kiên trì đó, xin Chúa giúp sức. Tháng nào, bởi vì mình là mình làm cái chuyện này là cái chuyện thật sự là đẹp lòng Chúa vô cùng. Hãy ăn bánh của ta, cha dọn cổ cho, hãy ăn bánh của ta. Đừng như cái kẻ lười, dọn cổ ra rồi lười quá, không có với tay ra mà nắm lấy mà đưa vào miệng. Cái này có trong Kinh Thánh, sách Châm Ngôn đó. Cái thằng lười, cái thằng như là có bánh trước mặt mà nó lười, nó nói nó mệt quá, không có vươn tay ra để lấy bánh bỏ vào miệng được. Còn nói về chuyện lười cái như là ở bên cạnh cái giường của anh lười đó thì có cái ghế. Thì người ta hỏi: sao anh để ghế đó? Để ghế gì? Bởi vì khi mà tôi thức dậy đó, tôi ngồi đó, tôi nghỉ ngơi một chút. Mỗi ngày thức dậy ngồi nghỉ một chút. Lười kiểu đó là lười quá sức. Thân kiên trì và kiên nhẫn. Kiên trì và kiên nhẫn mỗi ngày. Và nếu mà ai cảm thấy thiếu, hay là sau một thời gian, sau một tuần hay là sau hai tuần thấy chới với, Chúa ơi, bao nhiêu chuyện nó xảy ra với con thấy con bị chới với, con không có kiên nhẫn được, lạy Chúa, xin Chúa giúp con. Ok, cứ xin Chúa, bay xin thì sẽ được, phải không nào? Bay xin thì sẽ được. Cái này là cái câu gọi là độc đáo, đây là như là phải hiểu đúng cái nghĩa đó. Xin theo thánh ý Chúa thì sẽ được, chứ đừng có nói bay xin được, lạy Chúa, con xin Chúa 1 triệu trong nhà băng mà con không thấy đâu hết. Không phải vậy đâu, bay xin thì sẽ được, cái là xin theo thánh ý Chúa thì xin. Cái chuyện kiên trì kiên nhẫn đọc lời Chúa đó là cái chuyện mà đẹp lòng Chúa. Cho nên là ít nhất nửa tiếng, còn ai mà như là quá đấy rồi đó, thì là ok, giảm giá 15 phút, ok. Và cố gắng xác định cái ngày, cái giờ, lựa cho mình cái giờ mỗi ngày và cố gắng giữ cái giờ đó. Ai đi làm sáng
thì xin coi như là lựa cái giờ ban tối chẳng hạn, 9 giờ tối hay là 10 giờ tối, trong lúc đọc kinh đó, trước khi đọc kinh đấy, hay là trước khi đọc kinh tối hay gì đó. Mà cố gắng trong cái giai đoạn đầu thì nên làm riêng một mình, riêng một mình, một mình với Chúa. Mình yêu thương Chúa thì mình phải cố gắng lắng nghe lời người yêu của mình. Thế nên là yêu thương Chúa thì lắng nghe lời Chúa đó, như vậy một mình với Chúa. Và chuẩn bị thì nhớ cái giờ, cố gắng mỗi ngày chính xác cái giờ đó, chính xác cái giờ đó, xích xê khoảng nửa tiếng cũng được không, nhưng mà chính xác cái buổi đó ha, buổi đó. Và trước khi mà vào suy niệm phúc âm thì hãy chọn cho mình cái đoạn phúc âm, một đoạn phúc âm để suy niệm. Ok, chọn cho mình một đoạn phúc âm của suy niệm, chẳng hạn mỗi người tự chọn, nhưng mà thường thì nên chọn cái đoạn phúc âm ngày hôm đó, ngày hôm đó mà trong cái thánh lễ đó. Thì bây giờ internet có nhiều lắm rồi, thì là có thể lên internet rồi, rồi có các sách rồi các bài đọc đó. Thế là chọn chỉ đoạn phúc âm thôi nha. Những ai mà muốn đọc kinh thánh coi như là không theo cái đoạn phúc âm mỗi ngày đó thì cũng tốt thôi, thì hỏi cái đoạn phúc âm nào là ok, thì là mình xin gợi ý là nên chọn Tin Mừng Thánh Marco. Tin Mừng Thánh Marco, và đọc coi như là từ đầu cho đến cuối, có nghĩa là đi từ đầu đến cuối, và mỗi ngày thì chọn một đoạn. Mình nói vậy hiểu không ạ? Coi như là chọn một đoạn, chẳng hạn như là cái đoạn đầu từ câu 1 cho đến câu 9 chương đầu. Ok, thì ngày hôm đó mình sẽ suy niệm đó, rồi sau đó ngày hôm sau mình cái đoạn thứ hai từ câu 10 cho đến câu 15 vân 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 vân. Được không? Thì trong cái sách Tin Mừng nè là bao giờ cũng có chia đoạn rồi, chia đoạn rồi, cho nên là cái sẽ chọn như vậy. Và như vậy là cái chuẩn bị rất là quan trọng, chuẩn bị thời giờ, chuẩn bị cái đoạn phúc âm, và chuẩn bị cái chỗ mà mình suy niệm, cái không gian, chuẩn bị không gian, ba cái đó, ba yếu tố đó. Có nghĩa là chuẩn bị một cái phòng riêng cho mình, hay là đi ngoài vườn, hoặc là vào nhà thờ cũng được ha. Chuẩn bị đó, ba cái đó là chuẩn bị, và cái chỗ đó thích hợp cầu nguyện, và đi vào ngay tâm tình. Có nghĩa là tâm tình của bà Maria ngồi dưới chân Chúa và lặp lại lời của ông Samuel: lạy Chúa, xin Ngài hãy nói vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Được không? Đó là cái quan trọng, đó là cái quan trọng. Rồi bắt đầu đi vào suy niệm. Bước thứ nhất cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần với tất cả tấm lòng. Cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần với tất cả tấm lòng. Và mình tuyên xưng trong tâm trí đó là niềm tin vào quyền năng cứu độ của lời Chúa, và xin Chúa soi sáng và hướng dẫn để mà mình có thể hiểu và cảm nhận những gì mới cho đời sống đức tin. Cái này hay nè. Mỗi lần mà mình đọc một bài phúc âm, đọc lại lời Chúa, thì nếu mà mình đọc với Chúa Thánh Thần, và nếu mà mình đọc dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần với tất cả tâm tình, thì chắc chắn mình sẽ khám phá những điều mới, lạ, hay cho đời sống của mình. Cho dù cái đoạn phúc âm đó là mình đọc bao nhiêu lần rồi, nhưng mà mình lại đọc lại lần nữa với tất cả tâm tình, thì mình sẽ khám phá những điều hay, điều lạ. Mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình. Cái đoạn phúc âm ngày hôm qua đó, ngày Chủ nhật hôm qua đó, mọi người còn nhớ đoạn phúc âm nào không nhỉ? Có ai nhớ không? Hơi bị im lặng ha. Nhưng mà quên hỏi hôm qua có đi lễ không? Có hả? Ngày thời đại bây giờ không biết là không biết. Có người giơ tay dưới không? Đoạn phúc âm nào đó? K
Cana, à có ghi trong tờ hiệp thông hả? Ok, vậy cũng được. Bà Cana, mình đọc cái đoạn đó đó bao nhiêu lần, nhưng mà biết bao nhiêu chục lần, nhưng mà mãi tới một cái lần đó mình đọc lại, mình suy niệm lại, thì mình mới thấy được là trong cái lời van xin của cái bà mẹ đó, Chúa đựng cái tình yêu thương vô bờ bến đối với đứa con gái của mình. Vì sao? Bởi vì bao nhiêu lần mình đọc mà mình không để ý đến cái chi tiết đó, là cái bà mẹ đó, bà đến bà xin Chúa Giêsu đó, thì bà nói cái gì với Chúa Giêsu nào? Lạy Ngài, xin thương xót tôi vì con gái tôi đang bị khốn khổ, đang bị quỷ ám khốn. Mình đọc hoài cũng thấy cái gì hay, ở bà này bà đến bà xin cho con gái bà thôi, nhưng mà mình suy niệm lại cái lần đó, ồ hay nhỉ, cái bà này đó, bà đến bà nói cái câu thật tuyệt vời: ai là người đang khốn khó, ai là người đang bị quỷ ám, bà hay là con gái bà? Con gái bà. Thế mà bà không nói rằng là lạy Ngài, xin thương xót con gái tôi, bởi vì con gái tôi đang bị quỷ ám. Bà lại nói lạy Ngài, xin thương xót tôi. Vì sao vậy? Vì cái nỗi khốn khổ của đứa con gái đó cũng chính là cái nỗi khốn khổ của bà. Nói này là những người mẹ là hiểu hết, mấy người cha thì không biết có hiểu không, hiểu không ạ? Chắc cũng hiểu phải không? Chắc cũng hiểu. Nhưng mà tuyệt vời, lời Chúa đó nó có nhiều cái nó tuyệt vời lắm, mà mình đôi khi mình đọc lơ tơ mơ đó, mình không thấy, phải không nào? Mình không thấy. Thành ra phải đọc đi đọc lại, đọc suy niệm là như vậy. Khi mình thấy mà Chúa Thánh Thần coi như soi sáng này, này đúng là bà này, đúng là bà thương con gái vô bờ bến. Cái nỗi đau khổ của đứa con gái đó là nỗi đau khổ của bà, và hạnh phúc của đứa con gái là hạnh phúc của con bà, của bà. Vì thế cho nên là đến với Chúa Giêsu là bà nói ngay: xin thương xót tôi, cho dù là tôi là khỏe re chạy theo Chúa, nhưng mà con gái tôi nó bị khổ thì là tôi rất là khổ. À, thế nên là đó, cái quan trọng như vậy là đừng sợ là cái đoạn đó là mình đọc nó bao chục lần, mấy chục lần rồi, phải không? Đoạn đó mình đọc mấy chục lần mình biết rồi, không. Cứ đọc như là mình đọc lần đầu, bởi vì đọc với cái ơn Chúa Thánh Thần thì mình sẽ khám phá những điều mới mẻ trong cuộc đời của mình, được chưa? Cái đó là cái bước một đó, cầu nguyện. Và nếu cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần, và nếu cần những ai mà không quen đó thì hãy thư giãn một chút, coi như là hít thở để mà tâm hồn nó lắng động lại, nhớ là trong cái sách Các Vua quyển thứ nhất đó, chương thứ 19 từ câu 11 đến 13 đó, Đức Chúa không đến trong bão táp, trong động đất hay là trong lửa, mà người đến trong gió hiu hiu, hay là dọc dịch sát hơn nữa đó là trong tiếng nhẹ nhàng của thầm lặng. Tuyệt vời không? Thế nên phải lắng cái tâm hồn, trong gió hiu hiu. Thế nên sách mới có câu là lắng nghe trong gió hiu hiu, tôi chờ tôi đợi người yêu thì thầm. Ha, hay không, hay không? Vỗ tay. Người yêu đây, tiếng người yêu thì thầm là tiếng coi như người yêu Thiên Chúa thì thầm, thấy không? Cho nên là lắng nghe trong gió yêu. Đó là cái quan trọng bước một nha. Nếu cần hãy hít thở từ từ vậy đấy. Bước hai, đọc đoạn phúc âm đã chọn trong thinh lặng, và cố gắng dùng trí tưởng tượng để thấy bối cảnh của sự kiện. Đây là cái quan trọng. Đọc đoạn phúc âm đã chọn trong thinh lặng, và cố gắng dùng trí tưởng tượng để thấy bối cảnh của sự kiện. Tình thế như thế nào, các nhân vật thế nào,
hoàn cảnh như thế nào, lời nói như thế nào. Trở lại đoạn phúc âm mà chiều hôm qua đó, ngày Chủ nhật hôm qua đó, thì là cái tuyệt vời không? Nhắm mắt lại, mình có thể thấy cái bà đó. Bà la lớn tiếng, lạy Đức Giê-xu Kitô, con vua David, xin thương xót tôi. Thì lắng nghe cái tiếng đó, cái tiếng bà cái bé đó, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi. Rồi bà, Chúa, lúc đó nên như thế nào? Chúa thinh lặng, và Chúa lại tiếp tục đi. Thì cứ tưởng tượng Chúa tiếp tục đi, mà bà cứ lẻo lẻo theo sau. Thấy không? Thấy bà không? Đó, thấy bà lẻo lẻo theo sau. Mà lẻo theo sau bà cứ nói lại Chúa, lạy Đức Giê-xu Kitô, lạy Đức Giê-xu Kitô. Lẻo đẻo. Lại nhảy mãi, đến nỗi mà ông Phê-rô nói thầy, cái bà này bà cứ theo mãi nè. Thấy không? Thấy Phê-rô không? Thấy Phê-rô mà cũng là như là đầu các môn đệ á, đầu các tông đồ. Cho nên là nói với thầy, nhắc với thầy, thầy nói một tiếng cho bà này, đuổi kêu bảo vệ đi, cứ lại nhảy. Thầy nghe tiếng lại nhảy. Đó, đi vào cái bối cảnh là như vậy. Được không? Đó, nghĩa là như là dùng cái trí tưởng tượng đi vào cái hay là mình đọc cái đoạn mà Chúa Giê-xu đi xuống sông Giọt-đan để chịu phép rửa đó. Đó, thì tưởng tượng ha, Chúa Giê-xu lúc đó đến dòng sông chảy rồi ông Gioan Tẩy Giả đứng đó mặc áo như thế nào đó, áo rồi người ta đứng nhiều, người ta xếp hàng, rồi trời ngày hôm đó là nóng lắm á, nóng như là buổi trưa ngày hôm nay vậy đó. Ồ, nóng vậy, mà người ta xếp hàng vậy, rùi mũi nó tùm lum, nghe tiếng rùi đó, đi vào cái bối cảnh. Thế mà mình nên thì mình mới thấy là Chúa Giê-xu đến đó, không phải là Chúa đến cái là gian ra, à, tôi là VIP, à, VIP à, được rửa trước, không phải vậy, Chúa cũng đứng xếp hàng. Nội cái chuyện tưởng tượng đó thôi, đó là mình đã thấy như là thấy là mình thấy cảm kích cái sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu được không? Làm người bình thường thôi, không VIP, không? Cứ ra xếp hàng, chịu nắng gì đấy, tới phiên mà Ngài chịu phép rửa thì Ngài xuống. Đó, vâng, ha. Cái đó là cái bước thứ hai quan trọng. Đọc đoạn phúc âm đã chọn trong thinh lặng và cố gắng dùng trí tưởng tượng để thấy bối cảnh của sự kiện. Nếu có chi tiết nào bạn thấy thú vị thì hãy tập trung phân tích và suy niệm chi tiết đó, rồi từ đó phân tích và suy niệm cả đoạn văn. Chẳng hạn như nếu mà mình thấy cái đoạn cái Chúa Giê-xu mà đứng coi như là xếp hàng vậy, thấy sự khiêm nhường Chúa, thấy thú vị quá thì mình dừng lại đó, cứ tiếp tục cứ tập trung vào đó mà coi như là ngợi khen và cảm tạ cái sự khiêm nhường của con Thiên Chúa. Hay là cái bà đó, bà nói cái câu đó, mình thấy xong tuyệt vời quá, tuyệt vời, xin thương xót tôi, và hãy dừng lại câu đó, xin thương xót tôi, và mình lặp lại theo bà, xin thương xót tôi, vì đứa con của tôi cũng đang bị hoạn nạn. Mình đọc nha, có nhiều bà mẹ, có những đứa con đang là, thì là mình đi vào cái tâm tình của cái đoạn đó, và mình đi vào luôn cuộc sống của mình, đi vào luôn cái coi như là cái hoàn cảnh đó. Đó là cái bước thứ hai ha, đọc cái đoạn phúc âm đó và cố gắng tưởng tượng và những cái suy niệm, đó là suy niệm đầu rồi. Bước thứ ba, đọc đoạn văn lần nữa, đọc một lần nữa, từ từ và đọc lớn tiếng. Nếu mà bước thứ hai đó mình đọc trong thinh lặng thì bây giờ bước thứ ba làm gì? Đọc từ từ và lớn tiếng. Đọc lớn tiếng, cái này quan trọng vô cùng. Cái này chắc là ít người thực hành. Bởi vì thường mình biết đọc là mình đọc thầm, không phải không? Nhưng mà khi mà suy niệm đó, cái bước thứ ba cũng quan trọng. Bởi vì như thế này, có những người đó đọc thầm xong rồi họ tưởng tượng, rồi họ đi vào cái tâm tình với Chúa, đi vào đoạn văn ngay lập tức, đó là ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng mà có nhiều người á, đọc thập mà không thấy gì hết, tưởng tượng cũng thấy gì hết, hỏi giờ làm gì? Làm bước thứ ba. Làm bước thứ ba là đọc lớn tiếng và
Và cái đọc lớn tiếng này nó hay ở chỗ nè, khi mà mình đọc lớn tiếng cái đoạn phúc âm đó đó, thì là mình nghe lời Chúa qua cái giọng của mình. Hay không? Cái giọng của mình đang đọc đó là mình đọc cái lời Chúa, chứ không phải là lời mình nữa. Nhưng mà nghe được, nghe được. Và khi mà mình đọc như vậy đó, mình nghe, vừa đọc mà mình vừa nghe được cái lời Chúa nói bên tai mình, được không? Cái đó là, cái đó là cái quan trọng vô cùng. Cái đó là cái mà mình coi như là nhấn mạnh trong cái buổi học ngày hôm nay, trong cái bước suy niệm này. Bởi vì mình thú thật là đôi khi chính bản thân mình đọc thầm cái đoạn đó để suy niệm cũng thấy gì hết. Đọc thầm cái đoạn, biết bao nhiêu lần mình đọc rồi, cho nên mình không còn có để ý gì nữa hết. Đoạn đó nó không có nói gì hết. Nhưng mà khi mà mình đọc lớn tiếng đó, thì mình nghe lời Chúa nó rót vào lỗ tai đó, thì tự nhiên cái tới một lúc nào đó cái mình thấy, ô, cái chi tiết này mình chưa để ý. 5 chiếc bánh 2 con cá Chúa làm phép lạ, hả bánh rất là nhiều, phải không nè, hả rất là nhiều. Ồ, mình đọc tỷ tỷ lần đó nè, nhưng mà mãi đến một lần đó mình mới thấy thấy, và cũng là gợi ý của một anh bạn nè, mình mới để ý thấy họ ăn no nê rồi, dư lại nhiêu 12 cũng bánh cá dư. Có ai để ý cá dư không? À, vì sao cá không có dư? Tại cá ngon quá ăn hết rồi. Bà con Do Thái cũng biết ăn vả không? Coi như là có cá với bánh mì là chộp cá ngay, chộp cá chứ. Nhưng mà mọi người ở đây có ai để ý là cá nó không dư không? Giơ tay lên. Một người hả? Trời ơi. Ồ. Oh. Chào sư phụ, sư phụ, sư tỷ. Giỏi ha. Này Hồng Ân Chúa. Thật sự là mình giật mình. Cá nó không dư. Tại sao cá không dư? Mình nói, mình giải thích là tại ngon quá, nói cách bình dân vậy thôi à. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục suy nghĩ, vẫn tiếp tục suy nghĩ này. Tại sao cá không dư? À, mình nói cái này là ví dụ đó, để mà thúc đẩy mọi người là hãy cố gắng cứ đọc Kinh Thánh. Đừng có nghĩ rằng là mình biết hết rồi. Các đạo sĩ người Do Thái nói là lời Chúa đó là có gọi là biến, gọi là muôn hình vạn dạng, có 70 ý nghĩa lận. Mà 70 ý nghĩa đây có nghĩa là ti tỷ ý nghĩa đó, số 70 á. Biết cái gì phải không? Số 70 là cái số hoàn hảo mà. Bởi vì 7 x 10 đó là cái số coi như là hoàn hảo. Vì thế cho nên là số 7 trong truyền thống Do Thái là số hoàn hảo. Vì sao là hoàn hảo? À, bởi vì Chúa tạo dựng mọi sự trong 7 ngày. À, vì thế cho nên là Phêrô đó đến hỏi Chúa, thầy thầy, con phải tha người anh em của con mấy lần? 7 lần hả? Ý nói là tha bao nhiêu là số, bao nhiêu là hoàn hảo ha, lúc nào cũng tha đó. À, yeah, mà Chúa nói là không phải 7 lần mà là, à, có người nói 77 ha, có người nói 70 lần 7 ha, cả hai có đều đúng cả. À, bởi vì dịch ra nó như vậy. À, thì mình cho là 70 lần 7 đi ha. Phải 70 lần 7 thì ý nói là coi như là số 7 đã là luôn luôn rồi, phải không? Mà số 70 còn là luôn luôn nữa thì là 70 lần 7 là gì? Là luôn luôn của luôn luôn ha. Là gì? Luôn 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 ha. À, chứ không phải là 70 lần 7 có nghĩa là à, lạy Chúa dạy cho con cái này rất là hay. Ok, nếu cái thằng bạn của con mà nó vi phạm con tha cho nó. Ok, 70 lần 7, 70 lần 7 là bao nhiêu nhỉ? 490 lần. Ok, con sẽ kiên nhẫn 490 lần. Tới lần 491 nó mà đụng đến con là con giết nó hết. Giết chưa? À, đừng có giỡn mặt ha. Vậy đâu phải không? Đây là luôn luôn rồi. Cái quan trọng đó là mình trở lại cái bước thứ ba đó, đọc đoạn văn từ từ và lớn tiếng.
để nghe lời Chúa qua giọng mình, rồi sau đó lại tiếp tục cố gắng dùng trí tưởng tượng để thấy các chi tiết của đoạn văn, và lại đi vào cái việc mà mình coi như là suy niệm và trả lời những câu hỏi cụ thể này. Câu chuyện xảy ra ở đâu? Trên núi, bên bờ hồ, bên đường, bên cánh đồng, hay là trong nhà? Đó, bối cảnh đó, những cái của mình. Ai là nhân vật chính? Chúa Giêsu hay là người môn đệ? Và để ý coi như là từng chi tiết nó rất quan trọng, từng chi tiết rất quan trọng, từng cái chữ trong đó nó rất quan trọng để mà giúp mình đi vào bối cảnh. Ai là nhân vật phụ và họ làm những gì, nói những gì, nói cho ai, và từ nào được lặp lại nhiều lần trong đoạn văn, và có từ nào mà không hiểu rõ nghĩa được? Rồi đoạn văn có những hình ảnh hay những biểu tượng nào lạ hay thú vị không? Rồi sau cùng hãy chọn một hay hai chi tiết mà bạn thích nhất để đi vào. Một hai chi tiết. Và xin lặp lại nè, cái quan trọng nhất vẫn là đọc lớn tiếng. Và nếu có thể cứ đọc lớn tiếng, đọc đi xong rồi đọc lại, mà từ 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 ha, đừng có đi đọc vò eo veo một cái xong rồi lại quay lại, coi như là như nước đổ đầu vịt lên, không được ha. Mà cái quan trọng là đọc lớn tiếng, bởi vì chính cái đọc lớn tiếng đó nó sẽ giúp mình đỡ buồn ngủ, nó đuổi con quỷ buồn ngủ đi. Nói chuyện này đọc lớn tiếng phúc âm đó, đọc lớn tiếng lời Chúa đó, mình nhớ đến trong cái chuyện của ông trong cái chuyện mà câu chuyện của người hành hương nước Nga, câu chuyện coi như là nổi tiếng đó, một người coi như là anh ta ảnh đi coi như lang thang đi học các thầy đạo sĩ có đạo đó để mà giải thích cái câu coi như là hãy cầu nguyện liên lỉ đó, thì ảnh đi tất cả này nè. Thì ảnh có gặp một cái trường hợp như thầy ở cho bên nước Nga. Nước Nga thật ra là nước cũng là có đạo Công giáo, à, đạo chính thống đó, đạo Kitô đó, nhưng mà họ là theo đạo chính thống, nên là truyền thống coi như là Kitô cũng lâu đời lắm đó. Cho nên là ảnh đi lang thang vậy, đi ảnh đến cái làng đó thì ảnh gặp một cái người, một cái người mà nghiện rượu, cái người nghiện rượu. Cái người nghiện rượu đó thì là muốn đổi đời, nhưng mà không thể nào vượt, không có là phải nào nhảy quá cái đầu mình được, nghĩa là không, coi như là quá yếu đuối, không thể nào bỏ được. Thế nên mới chạy đến cái ông cha xứ. Cha xứ là cũng là cái đạo sĩ, người đạo sĩ đó, và xin ông đạo sĩ cái bí quyết như thế nào. Ông đạo sĩ, ông mới nói với anh nghiện rượu, anh hãy về. Mỗi lần mà lên cơn á, hãy mở phúc âm ra mà đọc lớn tiếng lên. Anh này anh về được tuần, anh quay trở lại. Ông đạo sĩ hỏi sao, tình hình sao? Dạ vâng, con theo lời thầy, con mở ra đọc lớn tiếng lên, nhưng mà con không hiểu gì hết. Ông đạo sĩ mỉm cười, ông mới nói con không hiểu, nhưng mà ma quỷ nó hiểu, nó chạy trốn hết. Ok không? Hay không anh? Thế nên là mình vào là... ma quỷ là kẻ gì? Là cái kẻ thọc kệ bánh xe đó. Lúc nào nó cũng muốn mình kéo mình ra xa Chúa. Cho nên khi mà mình mở Kinh Thánh ra đó, là nó níu, nó kéo mình à. Cho nên là mình phải đọc to lên, đọc to lên, nó kéo mình bằng đủ mọi cách à. Hoặc là buồn ngủ nè, hoặc là nghĩ đến nồi cơm mới bắt mà chưa tắt lửa à. Hay cá không biết tắt lửa hay chưa, cá nó đấy rồi, đúng mọi cách. Đọc lớn tiếng lên, cho dù mình không hiểu, nhưng mà ma quỷ nó hiểu, nó chạy trốn. Đó là cái mà cái quan trọng là lớn tiếng. Vậy là bước thứ ba đó nha, bước thứ ba. Và vừa đọc lớn tiếng là mình đi vào cái coi như là cái suy niệm.
Sau đó đi vào bước thứ tư là trong vài phút thinh lặng, hãy tiếp tục quan sát và lắng nghe. Lắng nghe trong tâm trí những gì mà mình đã thấy ở bước thứ ba. Và cố gắng coi như là đi vào cái bối cảnh đó. Và mình có thể lặp đi lặp lại cái bước thứ ba và cái bước thứ tư. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Đọc lớn tiếng rồi đi vào đây. Rồi sau đó bước thứ năm. Trong tinh thần cầu nguyện thì mình suy nghĩ cái ý, suy niệm cái ý nghĩa của các chi tiết mà mình thấy trong cái đoạn văn đó và so sánh nó với lại cái trường hợp của mình trong đời sống hàng ngày. Thì lúc nào cũng cầu xin Chúa Thánh Thần, cầu xin Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Thánh Thần xin soi sáng cho con để con biết, con biết coi như là sống cái lời đó và so sánh như hòa bình. Chẳng hạn như bà mẹ hôm qua đó, thì cái hoàn cảnh của bà mẹ hôm qua là hoàn cảnh của biết bao nhiêu bà mẹ Công giáo nha, khắp nơi trên thế giới, không biết ở đây có không, những bà mẹ mà đau khổ vì con, mà hơn thế nữa đau khổ vì con chạy đến Chúa cầu xin Chúa mà Chúa lập ngờ con, mà hơn thế nữa chạy đến cầu xin Chúa mà không những mà Chúa làm ngơ mà Chúa còn làm tình hình nó còn tệ hơn nữa, có không thầy ha. Vậy nếu mà thầy như là không chữa thì đừng có làm nó tệ hơn nha. Thôi thà đừng cầu nguyện sướng hơn ha, không cứ mỗi lần mà thấy tình hình nó căng thẳng nó chạy đến cầu nguyện nó căng thẳng thêm nữa. Vậy thôi khỏi cầu nguyện, hãy lấy thì làm sao. Chúa muốn thử thách đức tin của bà mẹ đó và thử thách đức tin của những bà mẹ mà đang đọc Kinh Thánh đó. Đừng nghĩ rằng là Chúa không trả lời là Chúa bỏ mình. Đừng nghĩ là Chúa trả lời một cách coi như là dễ xa nhau là bỏ mình. Chúa vẫn ở bên mình. Chỉ có điều là Chúa muốn thử thách đức tin mình. Để làm gì? Để sau đó khen mình trước mặt các môn đệ của Chúa. Chúa muốn dùng cái cơn thử thách đức tin của mình để mà dạy các môn đệ của Chúa, mấy ông tông đồ đó. Bởi vì mấy ông tông đồ mà theo Chúa lúc đó đó, không có ông tông đồ nào được Chúa khen hết đó. Ngược lại á, ông Phêrô lúc đó đó, trước đó đó, là Chúa nói sao? Chúa mắng á, đồ kém đức tin, đồ sa tăng, đồ kém đức tin, đức tin các con đâu? Chỉ có mỗi bà này là được gọi là đức tin lớn lao. Chúa dùng đức tin của bà này đó để mà dạy trong môn đệ của Chúa. Thế nên là biết đâu các bà mẹ cứ tiếp tục. Mà thật sự nói mở mặt, trong cuộc đời linh mục có biết bao không? Đôi khi chán nản, mệt mỏi, muốn bỏ, nhưng mà Chúa đưa đẩy ông, mở mắt ông thấy cái đức tin của cái bà quá ở trong giáo xứ, có đứa con tàn tật thê thảm bị stroke mà bà đó vẫn vững tin, vẫn tiến bước theo Chúa, vẫn trung thành với Chúa, vẫn hy vọng vào Chúa. Thì ông linh mục đó thấy xấu hổ và ông bỏ đi cái ý định bỏ Chúa. Tuyệt vời không? Đó là cái mà Chúa mình đi vào cái tinh thần cầu nguyện và coi như là đồng hóa cái chính bản thân mình với những cái nhân vật trong đó, những vật đó, để mà mình tiếp tục mình sống cái đời sống đức tin của mình. Và cuối cùng là bước thứ 6 là cầu nguyện tạ ơn Chúa đã cho bạn thời giờ và điều kiện để suy niệm phúc âm. Và cái này quan trọng, nếu như trong cái buổi suy niệm đó mình đọc được, mình học được cái gì mới, mình thấy có khám phá được cái gì thú vị thì mình cầu nguyện cảm ơn Chúa. Nhưng mà đôi khi đó mình cầu nguyện, mình suy niệm vậy đó, mình cũng chẳng thấy cái gì thú vị thôi. Có đó. Đừng sợ. Chuyện thường.
mình vẫn cảm ơn Chúa. Để Chúa cho con thời giờ bên Chúa, vậy là tuyệt vời rồi. Và suy niệm lời Chúa. Cho dù con không thấy cái gì thú vị, không khám phá gì mới, nhưng mà ngồi bên Chúa, vậy là đủ rồi. Rồi mình cảm ơn Chúa, mình xin Chúa ban ơn cho mình ngày mai tiếp tục. Được không? Đó là cái quan trọng, cái quan trọng vô cùng. Và cái đó là cái mà cần phải nhấn mạnh là ngày hôm nay không có gì, mình cũng muốn vui vẻ với Chúa. Bởi vì đó là hồng ân mà. Tất cả những gì mà Chúa ban cho mình, soi sáng mình, đó là hồng ân. Ngày hôm nay Chúa muốn nói mình những điều cũ thì ok thôi, con sẽ tiếp tục như là làm những điều cũ. Ngày mai Chúa nói mình điều mới, không có gì hết. Cái quan trọng là mình vẫn ngồi bên Chúa. Và cái hay, cái nhấn mạnh này nữa, đôi khi có những đoạn phúc âm có những cái rất là khó hiểu. Có đó, có những câu khó hiểu lắm. Thì gặp những câu đó thì sao? À, không hiểu thì sao? Cứ cầu xin Chúa và học thuộc lòng câu đó. Học thuộc lòng nha. Nó như là học coi như là nguyên cái câu đó, chứ đừng có học cái ý thôi. Học thuộc lòng. Học thuộc lòng. Tiếng Anh nó hay đó, cái học thuộc lòng nghĩa là gì? Learn by heart là học thuộc lòng. Phải không nào? Học thuộc lòng. Learn by heart. Học thuộc lòng có nghĩa là đem cái lời đó để vào trong trái tim mình, trong tấm lòng của mình. Và một khi mình để vào trong tấm lòng đó, thì hãy làm như mẹ Maria đó, suy ghi nhớ những điều đó và suy đi gẫm lại trong lòng. Suy đi gẫm lại trong lòng. Thì cái câu mà mình khó hiểu đó, ngày hôm nay mình không hiểu, mình cứ học thuộc lòng, để vào trong lòng, rồi cứ đi vào. Biết đâu vài ba ngày sau, tự nhiên Chúa Thánh Thần soi sáng cái là từ cái câu đó đó, nó bật lên, nó làm cho mình hiểu luôn. Đó là cái hay đó. Vậy nên là có sáu bước đó. Và khi mà mình thực hành đó thì là lời Ngài là đèn cho con bước, là ánh sáng soi đường con đi, như trong Thánh Vịnh 119 đó có nói. Và những ai mà muốn coi như là có cái phương châm cho cái cuộc sống mới này, ngày hôm nay, từ ngày hôm nay bắt đầu, thì là xin như là ghi lại cái câu mà Thánh Phêrô nói với Chúa Giêsu, Tin Mừng Thánh Luca chương thứ 5 câu thứ 5. À, sau một đêm cực nhọc bắt cá không được, sau một quá trình coi như là đọc Kinh Thánh mà cũng chẳng có kết quả gì hết, tìm cách suy nghĩ Kinh Thánh mà cũng chẳng kết quả được, bây giờ ngày hôm nay qua lời ông cha nhuệ, Chúa mời gọi mỗi anh chị trong đây làm lại từ đầu, bắt đầu lại, thì mình lặp lại cái lời của ông Phêrô tuyệt vời: lạy thầy, chúng con cực nhọc suốt đêm nhưng chẳng được gì, chúng con cực nhọc mấy tháng trời, mấy năm trời chẳng được gì, nhưng theo lời thầy con sẽ lại thả lưới, con sẽ lại bắt đầu mỗi ngày nửa tiếng hay ít nhất 15 phút, 20 phút. Mình sẽ cầu nguyện cách đặc biệt cho các anh chị. Amen. Giả sử như con đọc buổi tối 15 phút
xong rồi con suy nghĩ lại lúc con ngủ, lúc con thức chẳng hạn vậy, nhưng mà sáng ngày mai con đi làm thì là công việc đầy ắp trong đầu của con và con phải chút công việc làm, thì làm sao mình có giờ nào để suy đi nghĩ lại nữa, thưa cha? Vâng, cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi vậy. Thì suy đi nghĩ lại đó là làm cứ như mẹ Maria, là cứ ghi nhớ trong lòng và ấp ủ. Có nghĩa là những cái gì mà mình kiên trì, kiên nhẫn, mà mình suy niệm và mình coi như là ghi nhớ thì nó nằm trong lòng mình rồi. Cho nên mình cũng chẳng cần coi như là tập trung mà phải như vậy. Nhưng mà khi mà mình đặt trong lòng mình thì mình phó thác dâng lên cho Chúa cái tấm lòng của mình, là chắc chắn khi mà mình bảo đảm với chị là khi mà chị làm cách kiên trì, kiên nhẫn thì là có thể trong tuần đầu chị vẫn cứ lao vào công chị không có nhớ gì đấy, nhưng mà cứ dần dần lòng chị đầy lời Chúa. Và cái đó là cái tuyệt vời. Một khi cái lòng mà nó đầy lời Chúa đó thì nó sẽ trào ra, đưa lên óc, đưa lên cái lời nói mình, vân vân. Cho nên là những ai mới bắt đầu đừng sợ. Mới bắt đầu thì kiên trì. À, để từ từ lời Chúa nó dần dần tiến lên nhá. Thế nên là cứ cầu nguyện vậy, đừng sợ, cứ để tự nhiên ha, suy đi gẫm lại trong lòng đó, cũng không có kiểu là mất tự nhiên, nhưng mà mình cái quan trọng là mỗi ngày mình coi như là kiên trì kiên nhẫn như vậy nhá. Dạ thưa cha với tất cả cộng đoàn, con không có câu hỏi, nhưng con có một kinh nghiệm là không phải là khi mình đang lái xe hoặc mình đang bất cứ mình làm gì mình cũng có thể kết hợp được với Chúa. Và con chia sẻ một kinh nghiệm là trong khi con ngủ con vẫn ca ngợi Chúa. Tại vì thường trước khi mà con đi ngủ, nếu mà con nghe nhạc thánh ca thì con sẽ có những, trong khi ngủ con vẫn ca ngợi trong đầu óc của con. Và có một lần thì cái bài hát Give Thanks to the Holy One, thì lúc bây giờ Chúa cho con không phải là give thanks không, mà give love, give mọi thứ. Con cứ give love to the Holy One, cứ trong cái đầu con như vậy. Đó, con xin chia sẻ. Cảm ơn. Dĩ nhiên là làm cái gì thì tập trung làm cái đó ha, cho tốt ha. Lái xe thì lái sao cho tốt ha, chứ đừng mình này là coi như là lái xe thì là tập trung mình lái xe. Ý mình nói là đừng có sợ những cái, để tự nhiên. Cái quan trọng là mình giữ cái phần của mình, có nghĩa là cái phần mà mình kiên trì kiên nhẫn của mình mỗi ngày suy niệm lời Chúa, rồi từ từ lời Chúa dần dần nó sẽ biến hóa cái cuộc sống của mình. Vâng. Thưa cha, con xin hỏi một câu, không có mang tính cách móc méo, nhưng mà thắc mắc nhiều năm và cũng hỏi nhiều linh mục và các thầy giảng nhưng không có ai trả lời cho đích đáng. Thì con nghe cha từ bên Roma giỏi như vậy, con xin hỏi một câu đơn giản thôi, là con thấy các bà đi nhà thờ rất nhiều, rồi bà Maria, bà Marta cũng nghe Chúa rất nhiều, nhưng khi con trông thấy trong thực tế thánh tự đạo tại Việt Nam thì 117 ông thánh tự đạo chỉ có một bà tự đạo thôi. Xin cha cho biết tại sao. Vỗ tay cho. Cái câu này thì xin thú thật là ông cha từ Roma cũng bí. Và ông cha, ông hứa là ông sẽ về lại Roma, ông điện thoại cho Đức Giáo Hoàng, ông hỏi Đức Giáo Hoàng. Có gì Đức Giáo Hoàng sẽ gọi điện cho anh đó. Chuẩn bị.